Anh em nào muốn làm giàu lên ngay clmm88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với tựa game Hỏa Long Pháp Sư. Hôm nay là ngày đăng nhập thứ 7 mình với cái tựa game này rồi anh em ạ. Để xem ngày thứ 7 xem là nó có những cái gì nhá anh em nhá. Việc đầu tiên mà các bạn cần vào phải làm đó là nhận thu hoạch, cùng với đó là gì nhỉ, mua hai cái này đúng không, cái này hai cái này cực kỳ quan trọng. Các bạn VIP càng cao thì các bạn mua được càng nhiều, cái này là cái điều hiển nhiên mà thôi. Cái này để up tướng đấy các bạn. Hôm nay tôi đang khá là buồn đấy, tại vì sao nhỉ, mẹ quay hai lần này, bọn nó quay ra SS ở mâm mình quay chả ra con SS nào. Level 34 nha anh em nhá, level 34 mình cũng lười chơi đấy, nhưng mà chịu khó chơi thì chắc không đến nỗi đâu anh em. Thế anh em mà đi ải được nhiều lắm, level 34 rồi. Tôi đang buồn, không gấp được thêm con tướng nào lên nữa anh em ạ. Này 85 này, cho mẹ lên 90 đi nhá. Rồi, lên level 90 này. Ngày dừng ở đây à? Thiếu anh em ạ, không gấp được nữa. À, ngày thứ 7 nó, ngày thứ 7 nó tặng một con gì đó nhỉ các bạn nhỉ? Đúng rồi, đăng nhập ngày thứ 7 mình nhớ như nó tặng một con gì đó. Đây, nó tặng một con SS. Con này là mình không biết tên nó là gì, nhưng mà con này là hệ bút, mình có chơi rồi. Con này có bút, được mỗi cái bút hồi máu thôi anh em ạ. Đăng nhập ngày thứ 7 tặng con đấy. Cái năm cái này làm gì nhỉ? Đắt thế nhỉ? Mẹ. Thôi được, phải biết thế đã. Cái này VIP thì không có cái gì các bạn. Nó tặng cho mình một con SS. Đây là thể lực mỗi ngày này. Cái này phải nạp VIP và các bạn mới có nhá. Cái gì đây? Đây là thể lực à? Đây là sự kiện đăng nhập 3 ngày gì đấy các bạn. Có một cái sự kiện gì đấy liên quan đến... Đây các bạn, mình sẽ up thêm được một con SS này lên. Nó là hệ bút. Nó là hệ bút anh em. Đây, nó là hệ bút. Lên được level 70. Thôi được, cũng thay có còn hơn không anh em nhỉ, mẹ. Có còn hơn không, còn hơn chả có cái gì. Cái gì ấy, lên 5 sao nó mới cho up tiếp anh em. Muốn đẩy con này lên 5 sao thì lại phải up ở cái bên ngoài đẩy nó lên. Mình nhận thêm được một con tướng nữa. Xem có gì không. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Tích được bao nhiêu chìa rồi nhỉ? Mình vẫn cay vụ mẹ. Không quay ra được con SS nào nữa. Đây nha các bạn nhé. Thay con này đi, con này Sida quá rồi. Con này giọng bút này các bạn. Không kích hoạt thêm được gì à? Vẫn lại cho con đấy vào à? Này vào không kích hoạt thêm được cái gì nữa. Thiếu một cái tím này. Cái này lấy ở đâu bây giờ? Bỏ con này đi. Đấy, vừa đẹp. Hóa ra đây đội hình của mình đây à? Nó sẽ như thế này à? Rồi, vừa đủ kích hoạt được ba cái chỉ số kia. Xem nó đến đâu nha anh em nhé. Đấy, con này được một cái bút máu rồi nhỉ. Ok phết đấy nhỉ. Đi tiếp ải nữa nào. Ôi cái ải này thì lúc nào mình rảnh đi sau nha anh em nhé. Mình xem có cái gì mới mình giới thiệu với anh em thôi, chứ còn cái đi ải thì ông nào chả đi đúng không. Đi ải này thì bạn nào cũng đi rồi thì nói làm gì. Lại ba cái này, bắn mảnh thằng này. Cái này là cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Đây này, rõ ràng đây là mảnh tướng nhá, còn cái này là mảnh gì thì không biết này các bạn này. Bắn đồ cấp 5 với giá là 1200 kim cương. Nói chung là game này các bạn nạp càng nhiều tiền thì các bạn càng khỏe đúng không? Cái đá này mình chưa hình dung nó là cái gì. Chìa khóa 175 vẫn rẻ hơn là mua trong kia là 2500 chìa là 250 kim cương một chìa đấy các bạn. Tiêu mua đi, tạm thời mua một phát đã nhá. 180k, có 40 chìa rồi nha, có 40 chìa đấy, đừng đùa. Cái này là bắn mảnh tướng. Bắn mảnh tướng anh em ạ. Cái này nó mình xúc hết rồi, nó chưa reset lại.
Mẹ làm nào kiếm được một cái này đấy nhở? À, hôm nay khỏe rồi. Hôm nay khỏe rồi. Được được được. Đây rồi, liếm thêm được một con SS nữa rồi đấy anh em. Cơ hội đây rồi. Đúng rồi, cơ hội liếm cái mảnh đấy đây này, cơ hội đấy đây đây này các bạn. Đấy, chỉ cần đi thằng này đến 5 đây là liếm được. Cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Bỏ thằng này ra. Bỏ con này ra. Con này vào. Thằng này vào, con này vào. Vẫn kích hoạt được hết à? Bỏ con A này ra vẫn kích hoạt được à? Đúng rồi, 4S trên 1S, 2SS 2S, 2S đây. Vấn đề là con này. Để ra cho nó hợp lý nhờ. Cố qua được cái ải này thì ngon nhờ. Đụng máu đi em ơi. Đấy. Thằng nào liếm được cái này nhỉ? Hút máu lên con kia. Ôi rồi ôi hỏng rồi, ông hát ghét chết là bong luôn. Rồi xong. Đầu vẫn đóng đấy anh em ạ. Nếu qua được cái ải này thì kiếm thêm được một cái kim cương kia nữa chứ. Khó nhè. Làm nào kiếm được một cái kim cương kia vậy. Vẫn cay. Này là đánh boss rồi. Kiếm đâu ra một cái kim cương bây giờ anh em. 10 chìa 150. À cái này đánh boss là cũng được chìa đấy anh em. Mẹ con này nó chỉ dở dạng bút thôi, nó chả được cái tích sự gì. Tham đeo cò vậy. Để nhé, đi quay cái kia. Mình đã có gần 50 chìa. Mình đang để ở tích tiếp tổng khoảng 100 chìa. Con này được mua cái bút này ấy. Con này đúng kiểu phế phẩm anh em. Nó gây đam. Mấy con mà kiểu có bút máu ấy, nó còn vẫn gây được đam. Con đấy bút thuần máu. Nói chung con đấy không ngon các bạn. Cái con SS thì đúng hàng free các bạn. Hàng miễn phí thì lấy đâu ra mà ngon nhỉ. Hàng miễn phí thì không ngon được đâu. Đúng rồi nha. À, tí thì làm sao mà ngon được. Con này tên là gì nhỉ anh em? Con này tên là gì nhỉ? Cái này mở luôn đi anh em. Wendy hả các bạn? À. Con Wendy các bạn. Con này là con Wendy. Cũng hàng miễn phí không ngon. Nữ sát thủ Long Ma Đạo sĩ trẻ tuổi. Con Wendy các bạn. Má vẫn cay. Đấu ra một cái đấy nhỉ. Khó chịu thật. Thiếu nhiều đéo nói, thiếu một cái mẹ cay. Chắc phải mua mấy cái này rồi các bạn. 500 kim cương, 600 kim cương, ma nó thốn ạ. Ổn quá. Có 41 chìa. À cái này được 10 cái này nữa này. Chả ra cái gì. À đây. Đủ rồi. Điện đúng là đời ạ. Đủ rồi, đủ rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Giây phút này chúng ta sẽ phải lựa chọn con SS xịn. Đây các bạn, cái ô mình bảo đây mua cái ô thứ tư đi các bạn. Ít nhất ở trong này, ôi nhưng mà cũng hên xui quá nhở. Ít nhất trong này có ba con đam.
Con này đam này, con này đam này, con này thủ này, con này đam này, với cả con Wendy này. Con Wendy này phế vật lắm anh em ạ. Đây cũng đam, đam, thủ, đam, thủ, đam. Ở hay lấy ô này nhỉ? Đam, thủ, đam, bút, thủ. Cái dòng này, cái ô này phế đấy các bạn này. Ô này cũng mẹ phải toàn bút rồi các bạn. Ô này bỏ qua đi. Mình đang cần đam các bạn. Mình sẽ phải lựa chọn giữa ô 3 hoặc ô 4 này. Ô 3, ô 4 thì mẹ ra mấy con bút này nữa thì tôi hết nấc. Ôi được, tôi mua ô này nhé các bạn nhé. Tôi mua ô này nhé. Tôi mua ô 4 này nhé các bạn nhé. Chốt. Chốt. Nếu biết được chọn hay không, dương chọn hay là dương free hay là dương gian đúc đây các bạn. Đây các bạn. Cho em mà em midnight đi hoặc con này được, hai con nữ này thôi, đừng vào con nữ này, em xin chị. Ui giời ơi, đời đúng là đời. Ôi trời ơi, tôi khóc mẹ nó luôn à. Đi với ác này nó đen thế. Điêu cái ác nó đen hơn cái ác này. Sao lại con này lại có một mảnh này? Định mệnh sao nó đen đủi thế. Đời ạ. Đời còn gì đâu em ơi. Đời còn gì đâu em ơi. Ôi rồi ơi, ác này nó đen quá rồi. Ôi, phải nhảy server thôi anh em ạ. Chúng ta nói nôm na là hãy nhảy server thôi. Chúng ta nói nôm na là hãy nhảy server thôi. Chứ thế này đen quá chịu sao nổi. Đen quá thì chịu sao nổi hả bạn ơi. Thất vọng. Thất vọng anh em ạ. Đen như cứt chó vậy. Mở mấy cái đen không ra. Xong đến mở con này đã phản free rồi. Xong mở free lại ra. Tích cóp mãi được một ít mở lại ra con Wendy này nữa. Khổ em quá. Sao số em nào đây chứ lại. Dính vào ấy. Không biết là sau này em nó có khỏe không nhưng mà chắc là vẫn phế anh em ạ. Mẹ đời, đời buồn không thiết tha làm gì nữa anh em ạ. Anh em hiểu cảm giác của tôi không vậy? Thề đúng kiểu không thiết tha gì nữa luôn. 41 chỉ à. Ôi giời ơi, ra số tôi khổ thế, tôi có thiết tha gì nữa đâu. Mẹ kiếp ạ. À. Thôi, tôi rút kinh nghiệm, chúng ta sẽ không bao giờ mở cái ô đấy nữa. Quá thất vọng. Quá thất vọng. Thất vọng tràn trề. Quá thất vọng rồi. Thề, không muốn làm gì nữa luôn anh em. Đeo hiểu, sao đời bất công thế cùng. Bất công vừa phải nhưng lại bất công quá. Sao nó hỏi chấm ở đây nhỉ? Bất công vừa phải rồi đi. Má nó bất công quá thể anh em ạ. Nó bất công quá thể. Nó lên 5 sao này các bạn. Này có thể up lên 5 sao mà. À, nếu up được thôi. À, phải cần mấy con 4 sao. Nghĩa phải cần mấy con 4 sao. À, cộng 5 mới cho up à.
Chán. Thất vọng. Thất vọng thật sự anh em. Đèn. Đèn đến thế là cục. Nó mở hai lần kia đã không ra rồi. Mở hai lần cái vé vàng đã không ra còn SS nào rồi. Đến lúc mà còn free ra nó cho rồi vẫn mở ra free được thì lạy hồn thật. Số không thể nào chấp nhận được. Hai con là nếu cho vào ăn nó phải đủ. Chán quá. Niềm tin cạn kiệt anh em. Niềm tin của tôi nó đã bị cạn kiệt theo thời gian rồi. Chỉ vì con Wendy nó ám quẻ thôi anh em ạ. Chán thật. Đời còn gì đâu em ơi. Đời còn gì đâu em ơi. Mà càng nghĩ lại càng cày. Thiếu một con nữa. Con này mình có rồi này. Càng nghĩ lại càng cày. Hết bọn này nhìn cho nó gọn anh em. Khổ, mẹ muốn chơi game mà game nó lại không cho mình chơi. Muốn chơi game mà game nó lại không cho mình chơi. Nó cứ nâng cấp cái gì nhỉ? Nó cứ báo ở đây nhỉ? Năm con năm sao. 1 2 3. Nó phải 5 sao, nó phải cộng 5 nó mới cho các bạn up tiếp nha, còn lại thế. Buồn. Buồn thật đấy. Rồi. Clip này mình cũng xin phép tạm dừng lại đây thôi anh em ạ. Buồn quá, không thiết tha gì. Đợi mấy hôm nữa mình tích cóp đủ 100 chìa thì mình lại quay tiếp nha anh em nhá. Tích được 11.390 kim cương. Mình nghĩ là chắc là sau này nó sẽ có những cái hoạt động nó liên quan đến kim cương ấy. Để chúng ta tính xem là ngầm ngò xem nó có đua bot, đua bục các thứ gì không nha anh em nhá. Ok, bye bye anh em. Buồn quá, ai chia sẻ nỗi buồn này với tôi đây. Buồn thật sự luôn.